Em xin chào các anh. Hôm nay em có đem cho các bác thêm một cái bộ dàn đời cao của con cua, nó con non cua FR này 9FX. Và dòng này thì mình có thể chơi nhạc từ bản từ USB ra này, cổng quang TV ra này. Kết nối được dây AV từ máy tính điện thoại để là mình nghe nhạc ở trên máy tính điện thoại. Để kết nối cổng quang từ cổng quang TV để có thể là nghe nhạc từ TV ra. Ngoài ra có USB để mình có thể cắm USB nghe nhạc. Bộ này thì bác nào mà hỏi những cái bộ mà nó có đọc CD nhé, thì là con này là vẫn đọc CD đấy nhá. Tuy nhiên em cũng xin nói luôn là các cái CD là em test thêm đấy nhá. Test thêm CD thì cái mắt đĩa này nó là mắt cung mắt bãi, thì nó thật ra không biết là nó bao giờ nó chết. Đấy, nó thật là như vậy. Nên em nó không bao cái mắt đĩa đâu nhá. Em chỉ biết em test lên là nó còn đọc thôi. Còn về nó dùng đến khi nào nó dùng nhá. Còn lúc nào nó chết tôi thì bỏ thôi. Để cái mắt đĩa này thì không ai nói trước được, không ai nói hay được. Đấy. Mình chơi hàng bãi hàng cũ thì nhiều khi các cái này thì còn chủ yếu sau này về là cắm điện thoại máy tính và cắm qua TV nghe nhạc thôi. Các cái nguồn nhạc đấy thì nó phong phú hơn, đa dạng hơn. Còn bác nào mà về chơi đĩa nhé thì nên đi chơi các đĩa xịn nhé, thì nó mắt nó sẽ bền hơn. Đấy, giờ em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của bộ dàn này qua một cái đoạn từ nhạc đĩa CD nhé. Qua đời tôi.
con này thì mình có thể là nghe nhạc từ đường quang, đường này đây, đường quang mình ấn input chuyển sang digital nhé. Đấy, thì là cắm dây quang vào là mình sẽ bắt nhạc từ đường quang ra. Đấy. Gặp nhau là gió nhân duyên trên
giá của nó là đi 4 triệu. Ba triệu 950.000 nhé. 3.950.000, bác nào có nhu cầu lấy cục này alo em nhé. Vâng. 3.950.000 thôi. Ok, em xin chào các bác và xin cảm ơn các bác của cái video tiếp theo bên em. Bác nào lấy này thì con cục công suất này là 2.450.000. Vâng. 2.450.000 và đôi loa này của nó là 1.650.000 nhé. Còn nếu combo là 3.950.000. Ok. Em xin chào các anh, xin chào các bạn, các anh ở những video tiếp theo bên em.